Attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. À, chị chào em. Nhớ đừng đưa mặt như vậy, ngồi đây bình thường thôi, đừng đưa mặt vô như vậy. À, rồi em chào chị ha. Dạ, chào em nha. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ, em chào chị. À, chị chào em. Rồi, nha, chị chào cộng đồng mạng. À, chúc em với gia đình ngày mới nhiều sức khỏe em. Dạ. Rồi, chị có thể giới thiệu về mình ha. Chị tên Nguyễn Thị Thơi. Ở quê chị Tây Ninh. Nhưng mà chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh quận 12 á. Cũng cả 10 năm rồi. Chị sinh 1971 hả? Đúng rồi. Chị hiện đang ở thành phố. Chị hiện tại đang làm công việc gì chị? Chị là trước thì chị cũng làm trong công ty xưởng của nhỏ cháu á, nhà máy yến á. Nhà máy giấy nữa, nhưng mà nó có hai xưởng nha, cũng chị cũng phụ cháu chị làm cũng mấy năm á, rồi xong cháu ruột. Rồi xong rồi từ hôm dịch tới giờ là chị không có làm nữa, chị nghỉ rồi chị cũng sang qua chị bán nước giải khát các em. Chị bán nước giải khát là ở nhà chị hay là chị thuê chỗ chị ở bán? Chị thuê mặt bằng chứ. Bán được không chị? Bán cũng được, mua ổn em, cũng kiếm sống được. Tại cái ngày trà sữa chị, cái ngày đó chị đó làm cũng được. Chị bán trà sữa hả? Dạ. Cũng đưa nước giải khát, một cam ép rồi nước trái cây ép rồi luôn. Rồi có ai phụ chị không hay là chị bán mình thôi? Hôm đó mới ra thì cũng chị cũng thấy muốn thêm người phụ. Nhưng mà sao rồi bây giờ người ta mở nhiều quá thì chị phải quan trọng lại thôi, chị làm mình luôn. Chị công việc chị thì trước thì chị làm xưởng yến á, cho nhỏ cháu ruột làm cũng mấy năm rồi. Rồi sau rồi bắt đầu là dịch chị nghỉ bắt đầu chị chuyển nghề khác là chị bán trà sữa với lại chị bán nước giải khát á, nói chung là trà sữa, nước giải khát, nước ép đó em, ép trái cây á. Trà sữa là lúc trước là chị đã bán rồi hả? Đúng rồi. Chị có phải đi học nghề không hay là tự chị làm? Có chứ. Có nhỏ em á, nó chỉ cho chị. Nó chỉ ngày, nó chỉ từ A đến Z luôn, chị phải phụ nó mấy tháng á, rồi xong rồi chị thạo chị mới mở ra được. Em thấy giờ giới trẻ thích trà sữa phải không? Đúng rồi, thích lắm. Trà sữa uống tăng cân mà cũng thích ha. Đúng rồi, chị bán mà chị cũng ghiền luôn á, chị cũng uống xuống luôn á. Cũng hạn chế, tuổi của mình thì lớn rồi á, thì khi mập là khó giảm không chị? Đúng rồi. Chị rồi mà hồi nãy chị nói chị làm nhà yến hay là công ty yến? Công ty yến đó là xưởng yến, nhà máy yến mà sản xuất yến xào á. Là sản xuất cái yến khô thôi chứ không có là làm nước phải không? Có làm nước, nó nhà là nhà máy làm nước đây để nó phân phối đi mấy cái địch. Và đóng cửa hay là sao chị? Đóng cửa, như giờ nó vẫn làm luôn nhưng mà tại cái đầu cái thời gian dịch đó bắt đầu chị đi qua lại nó khó, đường đi nó khó. Cái ta năm nay chị nghỉ chứ không có đi tới nó làm tiếp là chị ngưng luôn. Bắt đầu sau đó hết rồi nào nhà chị bán nước luôn, chị không có đi làm bên công ty đó nữa.
chị rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Ông xã chị mất 2009 em, nay 14 năm rồi. Rồi chị được hai cháu, đứa cháu lớn thì nay đang gái, đứa trai đứa gái, mà gái thì nay được 30 tuổi. Nó cũng có gia đình riêng tư rồi. Nó cũng giáo viên dạy anh văn á. Nó có gia đình riêng rồi. Nó cũng ở riêng, giờ chị ở với con trai. Trai chị nay 18 tuổi. Con chị 18 tuổi đi vô đại học. Chị cũng giỏi. Không. Ông xã mất rồi, nuôi con ăn học cũng giỏi à. Đúng rồi. Chị cũng làm nhiều năm rồi, nhưng mà nhóm gái thì giờ nó cũng giáo viên, nó ra học ra trường rồi, nó cũng có gia đình rồi, nó đang dạy anh văn. Còn chị, thằng trai thì học lớp 12, cuối năm nay bắt đầu nó mới là thi vô đại học em. Rồi con trai thì giờ đang ở với chị. Ông xã chị lý do gì sao mất? Cũng hồi đó bị ung thư gan. Ung thư gan em. Mất còn trẻ. Đúng rồi. Còn trẻ mà bị ung thư gan hả? Đúng rồi. Mất nay là 14 năm rồi đó. Lúc đó mất có 47 tuổi. Mới 47 tuổi em. Ông kiểu như bệnh cũng mấy năm á. Kéo dài 2 năm. Năm mấy 2 năm á ông mới mất. Chị nghĩ là ưu điểm của chị là gì? Chị á ha, ưu điểm thì chị nói chung cũng tin người. Cũng tin người lắm, dễ tin người, cũng hay bị gạt. Có bị gạt tiền không? Hả? Có bị gạt tiền không? Có, cho ta mượn đi luôn rồi. Mấy người luôn đi mất tiêu. Đó là chuyện, đó là chuyện dễ, phụ nữ mình dễ bị gặp nhất đó. Cho nên đúng rồi. Thì mình phải dễ tin người vậy nữa. Nhiều khi nói vậy như thế, nhưng mà nhiều khi thấy khổ quá thì mình giúp thôi, phải không? Đúng rồi, khi người ta mượn thì người ta cũng, mình thấy cũng được, nhưng mà sao đi mất tiêu luôn. Giờ không biết đi đâu luôn. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Em muốn tìm người bạn cho em là cũng như cái người đó chân thành đây. Tuổi thì cũng lớn rồi, giờ muốn tìm người cũng lớn tuổi hơn chị, rồi người đó chân thành, biết yêu thương để chia sẻ những lúc gì. Rồi nữa là còn lại đó em, bệnh đau đó ở bên cạnh nhau, chia sẻ bên nhau để người già. Chị rồi à, chị có nghĩ là anh ấy là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chị muốn lớn tuổi hơn chị đi, lớn hơn, cũng như là người đó phải từ là 55 đổ lên đi, tại chị giờ cũng 52, 53 rồi, để trên tuổi chị. Rồi, thí dụ người đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào chị? Uống rượu như xã giao thì làm ăn thì chuyện bình thường không sao, nhưng mà đừng be bét kiểu lắm, sợ lắm. Còn thuốc thì cũng như là ít thôi, đừng có hút nhiều quá, lâu lâu thì được. Đừng có hút nhiều quá, chị cũng không thích người hút thuốc. Rồi con chị như thế nào, có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Có, hai đứa con chị nó cũng nói hoài à, nó nói mẹ người gọi bạn đi mẹ. Tụi con thì nhóm gái thì nó có gia đình riêng rồi em. Nó nói là con không có bên cạnh mẹ. Rồi sau này em, thằng Duy Phúc là thằng em á, nó cũng lớn rồi, nó cũng có gia đình rồi, mẹ có mình, nên mẹ tìm người bạn để mẹ có bồi bạn đó, ở bên cạnh nhau để chăm sóc nhau. Nó nói vậy đó, nó đứa nào cũng ủng hộ hết, có vẻ hết. Chị rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Không có ai giới thiệu hết, chị xem của em.
Xem của em mà chị thích chị đến, chị thích mấy tháng nay rồi. Thì chị tự lên luôn chứ chị không có ai giới thiệu hết. À, chị có thấy mến mến anh nào trên kênh của em không? Thấy cũng rất nhiều mà không có dám, giống như mình cũng không dám là nói ra, tại vì sợ biết đâu có chịu mình hôn nên thôi để coi anh nào có thích thì chọn mình đi cho dễ. Chị cũng ngại nha. Rồi à. Chị rồi à, chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m63. Cân nặng bao nhiêu chị? Cân nặng 59kg. Chị có thể đứng lên cho mọi người nhìn dáng chị ha. Nhà đứng lên luôn hả? Chứ chị đợi chừng nặng mới đứng lên, nó mắc cỡ lắm. Đứng lên. Dạ. Không thấy được hết. Không, giờ sao được ta? Rồi, thôi được rồi, chị quay phía sau một cái là được rồi. Okay. À, ok rồi. Muốn gửi hình mà chị cũng như nguyên người á thì chị cũng có nữa, cái gì chị gửi qua cho. Dạ, chị muốn người bạn của mình cao cao khoảng bao nhiêu? Cái chiều cao thì từ cao cũng như đừng có lùn quá, cũng như cao cũng ngang ngang chị đi, ngang ngang chị đổ lên đi. Rồi chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Tối giờ chị không biết nói sao nữa. Nói chung thì người thì lớn tuổi hơn thì chị nghĩ là họ sẽ chắc tầm tính hơn. Chị thì chị nghĩ là họ lớn tuổi thì họ sẽ đầm hơn em. Còn như là giờ chị cũng không biết sao. Mình kệ đi giờ, nói chung là nhưng mà họ hoạt bát thì họ giỏi, họ làm ăn, nhiều khi họ lanh lợi, họ hoạt bát thì cũng ok, cũng không vấn đề gì. Là lớn hơn chị bao nhiêu tuổi thì được? Lớn hơn chị cũng như là chị năm nay là chị 52 tuổi, lớn hơn chị phải 2 tuổi đổ lên đi em. Đổ lên tới bao nhiêu tuổi đó chị? Rồi tới khoảng 65. Dạ. Yeah. Chị rồi với công việc hiện tại của chị bây giờ nè, chị đã vừa ý với công việc của mình chưa? Nếu có cơ hội chị có muốn thay đổi công việc khác không? Muốn. Nếu như có cơ hội thì thay đổi được công việc tốt hơn thì quá ok. Nếu mà muốn thay đổi thì chị thay đổi công việc gì? Thì như nói chung là có thể kinh doanh cái gì khác thôi, có nhàn hơn cũng được. Chị thì chị cũng thích kinh doanh, thích mua bán. Hồi đó giờ chị có kinh doanh mặt hàng nào khác nữa không? Không, trước đây thì hồi đó thì chị có gia đình thì ông chồng chị làm hết. Làm lo. Rồi chị thì ở nhà chỉ là cơm nước con cái thôi. Nhưng mà khi mà ổng mang bệnh đó rồi bắt đầu là ổng mất, rồi bắt đầu từ đó là một tay chị hết, chị tự lo hết. Lúc đó chắc chị ngỡ ngàng dữ à. Mới đầu ở nhà không làm gì hết, ông xã lo hết, mà từ ông xã mất mình phải lo hết tất cả. Lúc đó chắc chị rất là sốc hả? Mọi thứ nó thay đổi hết đi. Nó từ cái có trở lên cái khó khăn cho mình nữa. Đúng hết. Chị đi vất vả nhiều năm rồi. Lúc đó ông xã chị mất rồi, bước ra chị làm công việc gì? Ông xã mới mất thì bắt đầu là chị cũng chưa làm công việc gì hết. Chị cũng như còn giúp đỉnh tiền á, cái chị cũng cho người ta dai. Cái hồi dịch đi hết. Rồi từ đó là chị mới thôi đi làm, không ngưng lại, không
cho vay nữa. Con chị nó nói mẹ tin người quá. Rồi từ đó là họ biến mất tiêu luôn rồi. Tới giờ chị không gặp lại luôn em. Hai người á. Rồi từ đó tới thôi chị đi làm. Chị quyết định chị đi làm công ty với cháu chị. Cho cháu chị, cháu ruột. Xong mà bắt đầu là dịch đó. Được dịch bắt đầu đường xá nó khó đi lại rồi. Thôi chị không đi nữa. Chị ngưng, chị không đi. Cái nên dịch ngưng thời gian hết bớt dịch thì bắt đầu chị bán trà sữa là bắt đầu bán mà không có ngoài tại chỗ, bán là bán đi á, rồi đem đi bán cũng được lắm, nói chung bán kiếm sống được. Chị? Là chị ginh rồi chị làm xong rồi chị bưng đi dài hả? Không, tức là chị đứng một chỗ chị bán thôi, họ chỉ đem mua đi thôi. Mà bán cũng được, bán được á. Sau rồi bắt đầu là nó bớt dịch rồi đó, bắt đầu mới ngồi lại được một chỗ luôn, thắng tới giờ luôn. Chị rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Chị á hả? Thì đa số là cứ cầm điện thoại lướt vậy thôi, cũng như bán rồi xong rồi bắt đầu nghỉ ngơi thì cũng phải lại mày. Cũng như bán rồi chọn vô nhà thì cũng phải từ 11 giờ hơn á. Rồi sáng mấy giờ chị bán? Sáng thì chưa không có bán buổi sáng. Buổi sáng thì chị nấu sữa, chị làm thạch rồi, chị nấu nướng các thứ, mọi thứ là chuẩn bị xong xuôi hết, phải 2 giờ chiều mới ra bán. Một bình trà sữa vậy là bao nhiêu? Cái mình không có nói tính bình được em. Tại cái đó là chị phải mua nguyên liệu quá, mua số lượng nhiều rồi về mình bán hết rồi mà mình một lần mình làm nhiều lắm. Không phải. Mình một lần. Ý em nói là một ly trà sữa. Ly trà sữa bán á. Một ly 20 ngàn à. 20 ngàn Việt Nam á. À hả, chắc chị bán đắt lắm phải không? Bán nói chung cũng được em. Cũng sau này họ giờ họ mở, họ thấy chị bán được á. Họ ra nhiều lắm. Họ bắt trước ra nhiều, bắt đầu lượng khách nó bớt lại. Bây giờ thì vẫn bán được nhưng mà nó bớt khách lại bớt thôi. Nhưng mà vẫn ok. Rồi chị bán như thế thì mỗi ngày chắc chị cũng phải nấu ăn cho gia đình đúng không? Đúng rồi. Chị có hai mẹ con nó cũng dễ. Con chị nó cũng lớn rồi, nó đi học á thì như vừa làm á, sáng mơ mình vừa làm thạch rồi mình vừa nấu sữa đồ thì mình nấu cơm luôn. Vậy đó. Chị rồi khi ông xã chị mất là con chị còn nhỏ lắm. Đúng rồi, cái lúc đó thằng gái chị thì lớn rồi. Có anh trai, gái thì được 15 tuổi rồi, con trai thì mới có 2 tuổi mấy, 3 tuổi. Nó còn nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Rồi em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này. Ồ mà gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Không. Ở Việt Nam không. Không có ai ở nước ngoài hết. Chương trình của em là bên đó là như chị lên chương trình này là chị có quen được ở nước ngoài luôn không em? Được chị. Dạ anh nào ở đây thích chị thì em cũng có thể cho số phone để anh ấy liên lạc với chị, nhưng mà chị nhớ cẩn thận nha, là không có nói chuyện gì tới tiền bạc hết, nói chuyện tiền bạc là say yes no hết nha. Dạ rồi chị biết rồi. Rồi tại vì mọi người lên chương trình thì đều giới thiệu về bản thân như thế này thì tìm hiểu thì các anh chị tự tìm hiểu nhau ở ngoài thêm, em đâu có chọn lọc được. Chị tiếp xúc lâu ngày thì biết người nào tốt người nào xấu, mình người nào mình nên giữ mối quan hệ, người nào mình không nên. Dạ. Chị rồi ok em chị chào khán giả. Em chào chị, chào em ha, ý chị chào một cộng đồng mạng. Dạ bye chị, good night chị ha. Chị gửi số điện thoại của chị qua cho em ha. Luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn,
quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Fine and Pius để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.